ngồi đây. Các anh lập biên bản luôn giùm em cái chiếc xe Honda đó. Vì các anh nói rằng cái chiếc xe Honda này là đậu ngay chỗ cấm dừng cấm đậu đúng không? Ở phía trước có cái bảng cấm dừng cấm đậu. Ok các anh luôn nha. Lập biên bản đi anh. Lập biên bản giùm em cái. Lập biên bản luôn. Sai là mình phải xử, biết chi không? Để người ta rút kinh nghiệm, anh hiểu không? Để cho người ta có cái văn hóa giao thông. Người ta dừng đậu không đúng chỗ, chiếc xe Honda này là dừng đậu không đúng chỗ. Anh lập biên bản dùng em một cái nha. Quá trời quá đất là thấy người ta đàn bà phụ nữ anh biết. Sao máu gì anh? Hả? Anh nói sao? Đó, các anh lập biên bản đi trời. Các anh mới nói là tôi yêu cầu là leo lên xe ngồi đi. Ở đây không có cho đổ không xe. Có cho gì, không có cho gì, không có cho đổ xe lại. Rồi bây giờ các anh lập biên bản đi, người ta đang đậu đó, người ta vẫn đang còn đậu đó, các anh nhắc nhở rồi cái nhưng mà làm việc người ta không việc đi. Của chúng tôi à. Cái việc làm việc là việc của chúng tôi à. Anh là cũng là người tham gia giao thông, anh đang là người vi phạm à. Anh không cần phải chỉ chúng tôi làm việc à. Nha à. Rồi sao? Rồi tôi khẳng định với anh vậy đó. Rồi. Tôi yêu cầu thì chỉ lên xe thôi. Đó quay vô chỉ lên xe kìa. Quay vô. Đó ừ. Trời đó. Cái anh giao thông này anh bẻ tay mình nha mọi người. Trời ơi, anh gãy cái tay luôn rồi. Trời ơi. Anh này anh quá. Trời cho em xin cái tên. Tay tên nè. Anh Huỳnh Quốc Trọng, anh bẻ cái tay của mình sưng luôn rồi mọi người. Đau quá trời đau luôn nè. Bộ đặt cái xuống sống ha. Nha. Anh này anh bẻ mình nè tôi nói vậy quay mình vô đang kìa. Quay mình đang quay vô chị anh, kìa. Anh nói là anh khẳng định là vợ của mình á. Đây là vợ của mình nha mọi người, đang đứng đậu rất là sát lề nha. Xong rồi các anh bảo là phải đi và nói là cấm dừng cấm đậu. Xong rồi cái mình quay hỏi các anh là lập biên bản đi thì các anh là nói này nói nọ xong rồi còn bẻ tay mình nữa nha mọi người. Là anh Huỳnh Quốc Trọng 286401. Tôi kêu anh quay chị đó kìa. Ai mà anh thôi. Kêu thì cái đó là xin lỗi anh à, nói, xin lỗi anh. Anh tôi đang cầm điện thoại vậy, anh cầm tay tôi anh bẻ. Tôi cầm tay bẻ cái máy quay vô anh kìa. Anh làm vậy làm gì? Anh tính uy hiếp tôi à? Ủa đâu có đâu, anh kêu người nhà anh ra mà. Trời ơi. Anh bước vô ngành anh học được vài món đó rồi, anh bẻ tay bẻ chân người dân thế à? Đúng rồi, chúng tôi học được vài món nhưng mà chúng tôi chỉ đối xử với những người cướp. Bẻ chân như thế. Tôi chưa hề bẻ tay anh. Thôi đừng nói nhiều. Nha. Cái clip của tôi á là nó có hết nha. Yên tâm. Ừ, em đang quay clip mà anh nói sao mà có gì không có là sao trời. Rồi bây giờ chừng nào mới giam xe ta đi trời, nãy giờ là một tiếng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chú ơi, chừng nào xe mới tới kéo xe con về vậy? Bây giờ tôi nói cho anh biết hiện nay là chúng tôi đang cách lượng đang chống dịch cúm, dịch bệnh. Không biết dạ con anh, biết. Anh em tới chăm chút đường ra. Dạ anh cứ chờ đi, bây giờ anh tự anh khó khăn anh thì anh phải chấp nhận vậy thôi đúng không? Tức là anh chấp hành anh quyết định cái cái xe anh cái xe chứng minh xe chứng minh dân và bảo hiểm xe kể cả robot luôn. Chú ơi, con nói với chú nghe nè, mấy cái thành phần mà lì lợm tài xế mà lì lợm với con á là chú cứ nên giam xe cho nó rút kinh nghiệm nha. Giam xe nó vô để nó rút kinh nghiệm nha chú. Chứ cứ hỏi giấy tờ làm gì, người ta đã nói là người ta không xuất trình giấy tờ thì các anh với lại chú cứ giam xe vô để người ta rút kinh nghiệm à, để người ta biết cái văn hóa giao thông như thế nào, luật pháp là cái gì. Tự nhận mình đi lợm anh hả? Anh tự nhận anh đi lợm luôn hả? Đúng rồi, thì em cũng cảm thấy như vậy luôn á. Anh cảm thấy anh như vậy luôn á, anh đi lợm hả? À vậy các anh chừng nào xe kéo tới vậy? Tranh thủ đi. Chưa thấy ai mà nhận xuống nhận mình lì lợm luôn á à. Mà lì cái tài xế lì luôn á. Không phải rút kinh nghiệm chứ. Rồi máy quay chính camera kêu thêm người nha. Anh đang quay vậy em gì ạ? Anh Huỳnh Quốc Trọng, anh là nãy bẻ tay mình, anh lấy điện thoại ra. Điện thoại ba mắt nè, không biết cái điện thoại này như tiền như ba chục ba mấy triệu gì á. Nhớ là ba mấy triệu. iPhone 12 Pro á. 12 rồi á anh. À 12, 13 gì em không biết. Tại vì là em làm gì có tiền mà biết mấy cái điện thoại như này. Ôi anh đang quay vợ em có gì vậy anh? Có gì vậy hả? À quay gương mặt vợ em có việc gì không? Ý định của anh là gì? Ủa ý định của anh là đang giám sát vợ em hả? Ủa vợ em là cơ quan chức năng hay gì phải giám sát gì anh? Nó là như thế nào?
tay người ta phải có lý do chứ. Anh cho em biết lý do được không? Anh cho em biết lý do được không? Ở đây 4 người, 1, 2, 3, 4 đang mùa dịch bệnh. Thôi lên xe nắng quá. Lên xe ngồi dạ. Khóa cổ xe lại, lên xe ngồi. Khóa cổ xe lại. Để đây. Chị khóa đâu? Hả? Đang kêu một cục ra. Gì? Lên xe ngồi, lên xe ngồi cho mát. Đi, đi, đi. Các anh muốn giam, muốn bắt, muốn xử gì nó xử, nó quay tay làm cái gì? Anh quay làm cái gì? Không nghe mà quay xe làm cái gì? Phải là phạt là xử luôn. Lên xe ngồi. Rồi. Đi lên xe ngồi cho mát. Mấy anh này anh lấy điện thoại ra anh quay vợ mình, vợ mình sợ quá, vợ mình sợ quá, sợ quá trời luôn, trời đúng tội thiệt. Lại nãy giờ mình cũng thấy là mình bị bẻ tay á mọi người, xong rồi quay vợ mình nữa, không biết quay vợ mình cái gương mặt, quay cái mặt vợ mình cũng có ý đồ gì không, vợ mình đang sợ á. Trời, anh đứng đàn chơi luôn á. Lên xe ngồi rồi, đi lên xe ngồi. Cái lỗi sai làng thần thánh ở đất Sài Gòn nha mọi người, lỗi sai làng thần thánh nha. Các anh này vẫn cương quyết là lỗi sai làng nha, không bao giờ thay đổi nha. Thôi à, lên xe. Đứng đây nắng quá. Đây, lên xe ngồi. Cho em xin cái tên nữa hả? Tôi xin hỏi tên là, tôi là tên đầy đủ là Trung tá Phan Minh Phước, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm. Không, cho em xin cái tên đi, cho em xin cái tên là đàng hoàng đi. Trung tá Phan Minh Phước. Không, giờ anh nói vậy sao làm sao em biết được? Cái việc đó việc anh không biết được chính xác. Giờ chúng tôi là yêu cầu, đây làm nhiệm vụ đây, tôi là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm. Yêu cầu anh xuất trình giấy phép lái xe. Dạ, bây giờ em không xuất trình giấy tờ. Dạ. Giấy phép lái xe, giấy xe, chứng minh dân. Dạ, bảo hiểm xe. Hồi nãy nãy giờ cái mấy anh này nè cũng kêu em xuất trình là cũng cỡ 10 lần rồi á, nhưng mà em khẳng định là em không xuất trình. Thì bây giờ anh tới đây anh cũng nói lại câu này thì em cũng khẳng định luôn là em không xuất trình. Lý do anh không xuất trình là tại vì em nói anh nghe thôi, để con nói chú nghe đi, có lẽ chú cũng lớn tuổi rồi, con nói chuyện cũng lịch sự, cái nào ra cái đó. Thì con là hồi nãy con đi làng giữa, cái làng bên đó xe nhiều quá thì đương nhiên là con đi làng giữa. Mà cái biển này coi, mọi người coi nè, đây cái biển là cái biển gộp làng. Mà các anh nói là đi làng giữa là cái làng 3,5 tấn. Khẳng định 1, 2, khẳng định là đi làng giữa là làng 3,5 tấn, bắt cái lỗi sai làng. Cái lỗi này là giam bằng 2 tháng, phạt 4 triệu nha, không đơn giản nha. Lỗi này rất là lớn. Rồi chú nói tiếp đi ạ. Cái chị thì cái anh đã hành vi phạm anh là lưu thông gộp làng thứ 2. Đấy, bị báo đây, thấy không? Rồi bây giờ cho con hỏi thêm một lần nữa, anh đứng xa em xíu, anh làm gì áp sát em dữ vậy? Rồi anh quay phim cũng đâu cần phải đứng gần với anh. Giờ chú cho con hỏi là có phải là con đi sai làng cái lỗi 4 triệu giam bằng 2 tháng hay không, thưa chú? Thưa chú. Anh nhìn biển báo đi. Dạ. Con coi rất kỹ, đường này con đi mỗi ngày. Bây giờ chú nói là con đi sai làng và cái lỗi này là giam. Anh không cần hỏi, chú đang làm nhiệm vụ. Chú cầu anh xuất trình giấy phép xe. Lấy cái xe, chú bên xe. Chú bên dân, dạ, bảo hiểm xe.
Ủa ngộ ta. Nếu anh không xuất trình sẽ có điều chỉnh hành vi đó. Dạ. Pháp luật có điều chỉnh hành vi đó. Dạ. Là không chấp hành sự kiểm soát của người trên dịch vụ. Dạ. Bỏ tù con hay sao rồi chú? Không phải bỏ tù, đây vi phạm chánh thôi. Vi phạm chánh rồi hả? Đây vi phạm chánh. Không, bây giờ ví dụ con không xuất trình giấy tờ thì thầy cứ cẩu xe về thôi. Có gì đâu. Chà, lỗi này cũng nặng dữ à. Thời gian bao lâu rồi? Nước 45 phút rồi á. 45 phút rồi. Dạ đúng rồi, cũng cỡ đó đó. Giấy tờ anh có trên xe cho người mà anh không xuất trình. Dạ đúng rồi chú. Đúng rồi. Dạ. Giờ tôi lại một lần nữa. 45 phút rồi mà anh không xuất trình, anh là người tham gia giao thông. Dạ. Người điều khiển xe phải mang theo giấy tờ theo người điều khiển xe. Giấy phép lái xe, anh chỉ xe. Chỉ trên xe, chứng minh nhân dân. Giờ xe anh chỉ sợ giấy tờ đó. Bây giờ tôi yêu cầu anh nhiều lần. Anh không xuất trình, tôi sẽ yêu cầu chính quyền địa phương ra để phối hợp làm việc. Ủa chính quyền địa phương thì gì nữa chú? Chú cứ cho xe lại cẩu về thôi chứ được. Được rồi, sao mà cứ kêu hết người này tới người kia mất thời gian của ta vậy? Con còn về, con về con còn lo cho con bú ăn uống rồi này kia nữa chứ con có rảnh đâu mà mấy chú cứ mấy chú mấy anh cứ kéo dài thời gian cái này chết rồi. Khi chú làm thực hiện vụ trên đường anh phải chấp hành. Ủa chú làm đúng con mới chấp hành chứ bây giờ có hỏi chú. Bây giờ có hỏi chú là con đi cái làn giữa này nè, có phải là lỗi sai làn không? Phải là lỗi sai làn giao mặt 2 tháng phạt 4 triệu không? Đúng rồi con đó. Dạ đúng rồi đúng không chú? Dạ đúng rồi. Phạt thì không chuẩn lắm nhưng mà anh như thế là sai làn. Dạ. Quy định rõ là anh lỡ đọc chưa? Dạ. Cái làn giữa này nè, quy định cho xe con, xe khách bao dưới bao chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn. Trời ơi chú làm con bất ngờ, chú lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn khẳng định là cái đường này sai làn luôn chú. Đấy. Đó, vậy đó hả? Trời ơi, căng gì? Căng gì? Rồi. Bây giờ anh ta khẳng định rồi đó, anh có lấy bằng lái tờ xuống không? Không. Được rồi, nó không chơi, cứ hỏi bài chơi. Hỏi gì hỏi bài gì hỏi. Hỏi một lần, hai lần, giỏi lắm ba lần người ta giam xe chứ có đâu mà hỏi hoài chơi. Ơ lên xe ngồi á, nắng quá.